Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm chúc mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2020 tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, tỉnh Nghệ An. Nhân dịp lễ Giáng sinh 2020 và chào đón năm mới 2021, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng các linh mục, tu sĩ, các vị chức sắc và toàn thể đồng bào Công giáo, Giáo phận Vinh đón lễ Giáng sinh an lành, đón năm mới 2021 an khang, thịnh vượng, đạt được nhiều thành tích mới. Đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng các vị chức sắc và toàn thể đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước đoàn kết, tương thân tương ái, thực hiện tốt luật tín ngưỡng, tôn giáo, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày một đổi mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Nhân dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An và gặp mặt cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình liệt sĩ Nguyễn Anh Duy, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4, là giáo dân xứ Kẻ Gai, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.